Xin chào các chị và các bạn, thì hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề là loại bỏ các dấu vết ô nhiễm trong nước uống. Phần trình bày sẽ bao gồm những nội dung như sau. Thứ nhất là về nguồn nước. Nguồn nước ở đây thì sẽ không tập trung vào các cái chỉ tiêu phổ thông mà sẽ nói về các cái chỉ tiêu ô nhiễm dạng vết thường thấy mà chúng ta ít phân tích. Và tiếp theo là các công nghệ xử lý cũng tập trung trên các chất ô nhiễm dạng vết này. Phần kế tiếp là cấu trúc hóa học của các hạt trao đổi ion đặc thù, ở đây mang tên là selective resin. Và chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về từng phần xử lý. Thì đầu tiên là xử lý PFAS, tên đầy đủ là polyfluoroalkyl substance, xử lý nitrat, xử lý NOM. NOM ở đây là natural organic mineral, tức như là các chất hữu cơ tự nhiên có trong nước. Và cuối cùng là xử lý boron. Phần 1, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nguồn nước. Ở slide này thì chúng ta tìm hiểu về các thành phần ô nhiễm trong nước uống. Thì như các anh chị đã biết, nguồn nước ở Việt Nam sử dụng cho nước cấp sinh hoạt và nước uống rất là đa dạng. Đa phần là nguồn nước mặt. Nước mặt ở đây thì có là ao, hồ, sông, suối. Như chúng ta thường hay sử dụng là nước 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 sông. Trước sông ở thượng nguồn để cấp cho các cái thành phố lớn. Còn ở vùng nông thôn thì chúng ta sẽ sử dụng các cái nước ở các kênh rạch ít hơn. Và cái mức độ ô nhiễm nó cũng khác nhau. Thì một số thì có sử dụng về nước ngầm, tuy nhiên nước ngầm hiện tại cũng đang rất là hạn chế bởi vì ảnh hưởng tới cái việc sụt lún đất vân vân. Còn về tiêu chuẩn nước uống ở Việt Nam á, thì chúng ta thông thường hay áp dụng tiêu chuẩn là PCPN 01 2009 Bộ Y tế. Tiêu chuẩn này có 109 chỉ tiêu. Thì hiện tại đã ban hành cái quy chuẩn mới, đó là QCBN 01 2018 Bộ Y tế. Ngoài ra thì các anh chị cũng thấy thêm đó là cái quy chuẩn là QCBN 06 1 2010 Bộ Y tế, trong đây chỉ đề cập là 22 chỉ tiêu cho nước uống đóng chai. Trong cái QCBN 06 thì quy định về nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên. Tuy nhiên các anh chị lưu ý là khi áp dụng QCBN 06 thì trong đó nó có đề cập là nguồn nước để sản xuất nước uống đóng chai phải đạt QCBN 01 2009 của Bộ Y tế. Do đó các cái chỉ tiêu mà chúng ta hiểu là các chỉ tiêu nào chưa đạt được đó, thì nó phải đạt được trong cái QCBN này. Một số chỉ tiêu thông thường đó là độ mèo, độ đục và pH vân vân, thì chúng ta thấy chúng ta thường hay kiểm soát khi vận hành. Tuy nhiên những cái chỉ tiêu khác, chẳng hạn như là chỉ tiêu thuốc trừ sâu hay kim loại nặng, thì những chỉ tiêu đó thì người ta sẽ kiểm kiểm tra, nhưng mà cái chu kỳ, cái tần suất nó sẽ xa hơn. Trong phần trình bày này thì chúng ta không tìm hiểu về các cái cách xử lý các cái chất ô nhiễm trong nước ở dạng thông thường, mà chúng ta sẽ tìm hiểu các cái chất ô nhiễm trong nước đang tồn tại ở nồng độ thấp. Một số cái chất ô nhiễm tồn tại nồng độ thấp thì thật sự là đầu tiên cái chỉ tiêu mà nitrat sulfat á, thì thông thường sẽ tồn tại ở nồng độ là ppm mg trên lít, thì có thể coi là không thấp. Tuy nhiên vẫn đề cập tới trong bài này, tại vì ở cái QCBN mới, đó là QCBN 01/2018 Bộ Y tế á, thì quy định về cái nồng độ nitrat thấp hơn so với cái QCBN 01 trước đó 2009. Thì nếu ví dụ như chỉ có một chỉ tiêu nitrat vượt hoặc một chỉ tiêu sulfat vượt, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể nào mà thiết kế một cái hệ thống để xử lý tất cả các cái chỉ tiêu còn lại, mà chúng ta chỉ thiết kế cái hệ thống để xử lý riêng cho chỉ tiêu này, thì nó sẽ tiết kiệm hơn, cho nên cũng đưa cái phần đó vào bài này. Còn cũng như các anh chị đã biết, ví dụ như là kim loại nặng thì thông thường tồn tại ở cái nồng độ rất thấp, cho nên là chúng ta có thể xếp vào là dạng vết, hay là tiếng Anh gọi là trace, hoặc là các cái hydrocarbon vòng thơm. Vòng thơm thì có rất là nhiều loại và rất là đa dạng, thì ở đây ví dụ như là benzen và phenol, thì các anh chị có thể nhìn những cái hình mô phỏng bên tay phải để các anh chị rõ thêm. Hoặc là
Ngày nay thì chúng ta sử dụng rất là nhiều cái hóa chất tổng hợp trong những cái sản phẩm trong đời sống hàng ngày hoặc là trong công nghiệp. Thì sau khi các cái nhà máy xử lý nước thải thải ra và cái nguồn tiếp nhận thì những cái chất tổng hợp này nó có cái thời gian phân hủy rất là dài, cho nên cái dư lượng bên trong nước càng ngày càng cao. Do đó thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm, đặc biệt là một cái loại hóa chất là PFAS. PFAS là gì thì ở các những slide sau các anh chị sẽ nắm rõ hơn, và đặc biệt là trong cái phần trình bày này chúng ta sẽ tập trung vào cái yếu tố PFAS. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu PFAS là gì. Thì đầu tiên về cái tên gọi thì PFAS đây là nhóm hóa chất tổng hợp với tên đầy đủ là perfluoroalkyl, hoặc là có thể gọi cách khác là polyfluoroalkyl. Thì cái này là một cái mạch dài, thì các anh chị nhìn ở cái hình bên tay phải bên dưới các anh chị sẽ thấy mô phỏng của một đoạn mạch PFAS. Thì trong PFAS nó sẽ có hai loại, PFOA, viết tắt của từ perfluoroctanoic acid, và cái loại thứ hai là PFOS, perfluoroctan sulfonate. Về cái thuộc tính của PFAS, vì trong cái thành phần của PFAS thì các anh chị thấy là có cái liên kết giữa cái carbon và fluor, liên kết này rất là bền, và cái nhóm này là nhóm kỵ nước, không tan trong lipid và không tan trong các cái dung môi không phân cực có trong tự nhiên. Cho nên vì nhờ vào cái đặc tính này cho nên là PFAS rất là bền trong tự nhiên. Và tại sao chúng ta phải chú ý đến thành phần này? Tại vì PFAS được ứng dụng trong rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Như các anh chị nhìn bên hình bên trên phía tay phải thì đây là liệt kê một số cái ứng dụng. Thì có thể nói là cái ứng dụng mà các anh chị thường gặp nhất chẳng hạn như là thuốc tẩy, thuốc nhuộm. Nhưng mà cái ứng dụng mà chúng ta hay tiếp xúc nhất đó là chính là cái giấy gói thực phẩm, hoặc là cái chảo chống dính, tức là thành phần mà phủ lên chảo chống dính. Thì vì nó rất là phổ biến và rất là bền, tồn tại rất là lâu trong tự nhiên và có ảnh hưởng tới sức khỏe con người, cho nên là chúng ta cần phải chú ý đến cái yếu tố này trong cái thành phần nước uống. Tại sao chúng ta cần phải chú ý tới chỉ tiêu PFAS này? Thì đầu tiên chúng ta thấy là cơ thể chúng ta sẽ có thể tiếp xúc với PFAS thông qua cái con đường chủ yếu là thực phẩm, ăn uống. Thì nếu như mà nguồn nước bị ô nhiễm thì chúng ta sẽ đưa một cái hàm lượng PFAS vào cơ thể, hoặc là chúng ta tiếp xúc với những cái thực phẩm mà có cái đóng gói có chứa PFAS thì vô tình là một cái dư lượng ở trong cái giấy đóng gói sẽ đi vào thực phẩm, hoặc là các cái dụng cụ chế biến thực phẩm thì trong quá trình chế biến có thể là phát sinh ra một hàm lượng PFAS nhất định, mặc dù nhỏ nhưng mà nó sẽ tích tụ trong cơ thể, vì đặc tính của PFAS là không tan trong lipid, cho nên trong cơ thể chúng ta thì PFAS sẽ tích tụ lại trong thời gian dài. Và một số cái ảnh hưởng thì nghiên cứu đầy đủ về cái ảnh hưởng của PFAS chưa có rõ ràng, tuy nhiên là người ta đã tìm ra được một số cái ảnh hưởng nhất định của PFAS. Đầu tiên là ảnh hưởng lên thận, và người ta thống kê là có rất là nhiều trường hợp bị thận thì có gây ra bởi do PFAS, và tiếp theo là do là làm tăng nồng độ cholesterol trong cơ thể và giảm sức đề kháng. Thì vì cái ảnh hưởng của PFAS rất nhiều cho nên là Đan Mạch là cái quốc gia đầu tiên trên thế giới là không dùng PFAS trong sản xuất bao bì thực phẩm kể từ năm 2020. Thì các anh chị nhìn hình bên tay phải, đây là một số cái quy định về nồng độ PFAS trong nước ở một số cái quốc gia. Chẳng hạn như các quốc gia ở châu Âu
thì là dao động từ 90 PPT cho đến 300 PPT. PPT ở đây là part per trillion, tức là phần tỷ. Còn cái ở Bắc Mỹ thì là 600 PPT, còn ở Mỹ và Úc thì là 70 PPT. Thì các anh chị thấy là nồng độ PPT là rất là thấp, cho nên là chỉ cần một lượng nhỏ PFAS là sẽ ảnh hưởng lên sức khỏe của chúng ta. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các công nghệ xử lý phổ biến trên thế giới. Về công nghệ xử lý thì đầu tiên chúng ta phải kể đến là công nghệ sử dụng than hoạt tính. Thì các anh chị đã biết là trong xử lý nước cấp thì chúng ta rất hay dùng than hoạt tính bởi cái khả năng hấp phụ của than tốt. Ngoài các cái yếu tố ví dụ gây mùi hay là một phần chất hữu cơ POC thì than hoạt tính có thể hấp phụ thêm một số kim loại nặng vân vân. Thì nhờ vào đặc tính này thì chúng ta cũng thấy là than hoạt tính cũng có thể có cái khả năng hấp phụ các cái PFAS, tại vì cái PFAS là những cái chuỗi mạch dài đại phân tử, cho nên cái khả năng hấp phụ của nó cũng sẽ tốt. Thì cái nguyên lý của than hoạt tính thì đơn giản là hấp phụ vào những cái lỗ rỗng bên trong lòng của than. Ưu điểm của cái này là rất là dễ vận hành, tại vì chúng ta đã sử dụng rất là nhiều. Và nếu mà đối với những công trình lớn á, thì người ta có thể tiến hành là lắp đặt thêm cái hệ thống hoàn nguyên than. Thì có nhiều cách hoàn nguyên than thì chúng ta có thể lắp đặt thêm, nhưng mà đối với những cái hệ nhỏ thì để tiết kiệm chi phí đầu tư thì người ta có thể thay than định kỳ để xử lý cái này. Tuy nhiên thì chúng ta thấy một cái hạn chế của than hoạt tính là than hoạt tính sẽ hấp phụ tất cả các cái yếu tố, không chỉ là các cái thành phần ví dụ như PFAS, vượt thì không chỉ thành phần PFAS mà tất cả các yếu tố sẽ được hấp phụ vô, các cái chất ô nhiễm mặc dù ở dạng vết nhưng sẽ hấp phụ vô, thì làm cho than sẽ bị bão hòa nhanh chóng. Và do đó có thể nếu mà chúng ta thấy là khi bão hòa thì chúng ta phải hoàn nguyên hoặc chúng ta phải thay mới, thì cái chi phí vận hành nó sẽ lên cao. Thì cái này cũng tùy thuộc rất là nhiều vào cái nồng độ cái chất còn dư lại trong nước mà chúng ta cần phải xử lý, cần phải hấp phụ. Cái biện pháp thứ hai, cái công nghệ thứ hai chúng ta có thể dùng đó là trao đổi ion. Nhưng ở đây nó hơi khác một chút so với công nghệ trao đổi ion thông thường mà các anh chị đã biết trong những bài trước mà các anh chị đã có kinh nghiệm sử dụng trong các cái hệ thống đa min. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng loại ion chọn lọc, tức là tiếng Anh là selective resin. Thì cái ion này về cơ bản á, là chúng ta sẽ tạo ra một loại ion mà nó có cái độ chọn lọc cao, tức là có cái khả năng hút cao đối với cái chất ô nhiễm mà chúng ta cần xử lý. Thì chúng ta tạo ra nó như thế nào thì ở slide sau sẽ trình bày thêm cho các anh chị biết. Thì chúng ta thấy là đa phần các cái chất ô nhiễm thì nó nằm ở dạng là ion âm, nó mang điện tích âm. Ở đây chúng ta nói ví dụ như tập trung về PFAS thì nó sẽ mang điện tích âm, cho nên là chúng ta đa phần sử dụng cái loại selective resin này là ở dạng là gốc là hạt anion, tức là hạt ion âm. Ưu điểm của nó thì chắc chắn là vì nó tạo ra được chọn lọc cao cho nên là cái hiệu quả xử lý của nó sẽ cao hơn than. Do đó khi mà hiệu quả xử lý cao hơn thì các anh chị sẽ tiết kiệm được cái diện tích xây dựng, tiết kiệm được cái chi phí vận hành. Và một cái công nghệ nữa mà chúng ta thường hay sử dụng đó là RO, NF. Thẩm thấu ngược thì chắc chắn là màng RO sẽ hiệu quả cao hơn màng NF trong quá trình xử lý những cái chất ô nhiễm dạng vết này. Nếu đối với các cái hệ thống lọc nước hộ gia đình nhỏ gọn thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm về ở những chủ đề trước. Thì chúng ta có thể đối với nước uống thì chúng ta có thể lắp đặt một cái máy lọc nước có sử dụng màng RO, thì chúng ta đảm bảo là chúng ta sẽ loại bỏ được các cái thành phần ví dụ như PFAS trong nước. Lý do là PFAS nó có cái nó là mạch poly, nó là đại phân tử có kích thước rất lớn, cho nên là chắc chắn là nó sẽ loại bỏ ra khỏi nước một cách dễ dàng.
À, tuy nhiên thì nếu là những cái công trình lớn chúng ta đầu tư một cái hệ RO thì đôi khi nó lại không hiệu quả bằng chúng ta đầu tư một cái hệ trao đổi dòng trọn lọc. Tại vì hệ RO thì các chị biết chứ, chúng ta thu hồi không thể nào mà lên 100% được, cho nên chúng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố thì chúng ta có thể thu hồi khoảng ví dụ như là từ 80 tới 90% thì chúng ta sẽ còn một cái dòng thải lớn. Và lúc đó thì chúng ta không chỉ xử lý riêng ví dụ như PFAS mà chúng ta còn xử lý các cái yếu tố khác nữa, cho nên mặc dù các cái yếu tố khác đã đạt chuẩn rồi thì đôi khi là nó ảnh hưởng đến cái suất đầu tư. Cho nên đối với các cái xử lý các cái thành phần mà ô nhiễm dạng vết vết ở đây, ví dụ như chỉ có một hai thành phần đó vượt ngưỡng thì chúng ta có thể chọn qua cái phương án là selective resin, những sử dụng các cái hạt trao đổi ion chọn lọc để chúng ta có cái mức đầu tư hợp lý hơn và chất lượng nước đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng. Vì lợi điểm của các cái hạt nhựa selective resin, các nhựa trao đổi ion dạng đặc thù, nó rất là tốt trong cái sử dụng xử lý các cái chất ô nhiễm dạng vết này, cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cấu trúc của nó khác với các cái hạt thông thường như thế nào. Về cơ bản thì đây vẫn là một hạt trao đổi ion, thì đa phần là hạt anion. Hạt anion tức là hạt trao đổi ion âm. Thì các anh chị có thể nhìn hình bên bên dưới, thì trên hạt này nó sẽ mang các cái gốc trao đổi là trên là trừ. Đây là một ví dụ thôi, ví dụ là nó sẽ trao đổi chỉ với cái thành phần nitrat trong nước, thì khi nitrat đi vào nó sẽ thay thế cái gốc CL trừ và CL trừ sẽ đi đạt. Thì lúc đó chúng ta sẽ xử lý được nitrat và chúng ta sẽ đẩy cái thành phần thay thế bằng cái thành phần CL trừ vào nước. Thì cái cấu trúc của cái hạt này thì các anh chị nhìn thấy cái mạch polymer bên tay phải, thì đây là những cái vòng styren, mạch mạch styren, và trên đó có gắn những cái gốc amin ở phía bên trên, và để trên amin thì nó sẽ kết nối với cái ion trao đổi là CL trừ. Và cái phản ứng trao đổi ion thì đơn giản vẫn là phản ứng diễn ra giữa pha lỏng và pha rắn, và sau khi trao đổi thì cấu trúc của pha rắn vẫn vậy, chỉ có cái gốc trao đổi là được gắn lên và nó sẽ có phản ứng ngược chiều, tức là chúng ta gọi nôm na là tái sinh hoặc là hoàn nguyên nhựa trao đổi ion. Thì ví dụ trong trường hợp của gốc CL này thì chúng ta có thể dùng dung dịch muối để tái sinh lại hạt nhựa. Đối với dòng sản phẩm mà sử dụng cho nước uống thì chúng ta cần phải có các cái chứng nhận riêng để đảm bảo rằng cái sản phẩm này được sử dụng cho nước uống và an toàn cho nước uống. Thì đối với cái dòng sản phẩm của bên DuPont thì sẽ đạt được cái chứng nhận của ISF C81. Chứng nhận này là gì? Thì nếu các anh chị đã sử dụng nhiều về màng RO thì các chị sẽ làm quen với NSF, nhưng mà NSF đó sẽ khác với NSF này. Đây là tên đầy đủ của NSF 61, đó là NSF RC81 Drinking Water Component Health Effect. Tức nghĩa là những cái thành phần trong cái vật liệu sử dụng là không có ảnh hưởng lên sức khỏe. Thì nó yêu cầu các vật liệu sử dụng là không được phát tán thêm chất ô nhiễm hoặc tạp chất vào trong nước sau xử lý. Có nghĩa là khi nước đi qua lớp vật liệu này để xử lý thì lớp vật liệu này không được phát tán những cái chất ô nhiễm, những bất kỳ cái chất tạp chất nào mà có thể gây hại cho sức khỏe con người. Và đây là một cái chứng nhận được cung cấp bởi một cái tổ chức độc lập. Cho nên là chúng ta phải đạt được những cái chứng nhận này thì mới đảm bảo là cái sản phẩm có thể ứng dụng trong những cái nước uống. Về thiết kế cơ bản của một cái hệ trao đổi ion để xử lý các cái thành phần ô nhiễm nồng độ thấp này thì chúng ta hay thường thấy là thiết kế theo kiểu lít lắc. Các lít lắc là gì? Các anh chị nhìn vào cái hình bên phải. Rất là đơn giản, dòng nước vào đi qua cột đầu tiên và sau đó đi qua cột thứ hai và đi ra. Thì giống như là cái cột thứ hai là cái cột polishing, cái cột mà để tinh, làm xử lý tinh lại cái chất lượng nước. Thì
khi tới giai đoạn tái sinh thì nước sẽ đi vào cột thứ hai trước, rồi sau đó sẽ đi qua, sau khi cột một tái sinh thì nó sẽ đi qua đợi lại cột một, thì lúc nào cũng chúng ta cũng sẽ được nước chúng ta cũng sẽ được xử lý tinh tinh lại một lần nữa trước khi cấp cho người sử dụng. Nhưng tùy theo cái nồng độ chất ô nhiễm đầu vào mà chúng ta có thể là chỉ cần thiết kế một cột là đã đủ. Ví dụ nồng độ nó không vượt ngưỡng cao thì chúng ta chỉ cần xử lý một ít thôi thì chúng ta có thể thiết kế một cột là đã đủ đảm bảo chất lượng nước đầu ra. Thì thời gian tiếp xúc hay các chị có thể thấy trên cái slide đó là EPCT, viết tắt của từ là Empty Bed Contact Time, thì cái thời gian tiếp xúc khoảng từ 2.5 đến 3 phút. Đây là cái một cái thời gian trung bình để các anh chị có cái con số án chừng. Tuy nhiên theo thực tế thì chúng ta nên có một cái pilot test để chúng ta có thể ra được một cái con số cụ thể hơn. Có hai cách thiết kế cho các anh chị. Một á, là chúng ta thiết kế không tái sinh. Ví dụ cái dư lượng của PFAS rất thấp, chúng ta thấy rằng nó đang tính ở nồng độ là ppt, thì chúng ta có thể tính một cái chu kỳ của nó, chúng ta sử dụng là bao nhiêu lâu, chẳng hạn chu kỳ nó là 6 tháng hay là 1 năm, thì chúng ta có thể là chúng ta không không thiết kế cái phần tái sinh, chúng ta có thể sử dụng một lần và chúng ta thải bỏ cái phần đó và chúng ta thay mới cái phần hàn nhựa đó. Thì chúng trong cái bài toán này thì chúng ta phải cân đối cái việc là chúng ta sẽ vận hành theo kiểu tái sinh hay là không tái sinh, cái nào chi phí của nó hợp lý hơn, vì chúng ta đang xử lý ở dạng vết nồng độ rất thấp. Và nếu các anh chị có xử lý đến PFAS thì các anh chị lưu ý là hiệu suất xử lý của PFOS sẽ cao hơn PFOA. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về độ chọn lọc của hạt trao đổi ion, hay chúng ta dùng từ tiếng Anh đó là selectivity. Đó chính là lực hút giữa hạt trao đổi ion và ion cần trao đổi. Cái độ chọn lọc này rất quan trọng, bởi vì chúng ta chỉ muốn lấy một loại chất ô nhiễm ra khỏi nước mà chúng ta không muốn lấy những loại khác, vì những loại khác đã đạt được cái tiêu chuẩn cho phép. Thì ở đây một cái phản ứng mô phỏng để chúng ta dễ hiểu, ví dụ như là cái gốc trao đổi ion của chúng ta đang là gốc OH và cái yếu tố cần trao đổi là X, thì cái ion X này sẽ đi vào để thành được RX và OH trừ sẽ được phóng ra khỏi nước. Thì lúc đó chúng ta thấy cái hằng số trao đổi giữa OH và X như cái phương trình là chúng ta thấy là những cái nồng độ chúng ta sẽ nhân với nhau là RX nhân cho nồng độ của OH chia lại cho ROH và nhân cho X. Thì cái hệ số K này, cái hằng số K này nếu mà nó lớn hơn 1 thì cái độ chọn lọc của ion X sẽ cao hơn OH, có nghĩa rằng X có thể đi vào thay cho OH và OH sẽ đi sẽ được phóng thích ra nếu mà cái hằng số K này lớn hơn 1. Ngoài cái gốc trao đổi ion thì nhóm chức năng và nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến độ chọn lọc. Thì như các anh chị nhìn từ cái hình bên trái qua phải thì đầu tiên đó là chúng ta có một cái phân tử N nitơ và chúng ta có ba cái gốc metin bao quanh. Cái hình số 2 đó là một cái phân tử N và có ba cái gốc etin bao quanh, và hình cuối cùng là một phân tử N và chúng ta có ba cái gốc N-butin bao quanh. Thì khi đi từ trái qua phải, khi mà chúng ta có những cái mạch dài hơn bao quanh N thì chúng ta thấy là cái độ kiện nước nó sẽ tăng lên, và tương ứng như vậy thì cái khả năng cái độ chọn lọc đối với các ion khác nhau nó cũng khác nhau. Chẳng hạn khi có ở cái hình đầu tiên, chẳng hạn khi có cái gốc metin bao quanh á, thì độ chọn lọc của xung phát lớn hơn nitrat, có nghĩa là khi các anh chị đưa cái nước đầu vào của chúng ta có xung phát và có nitrat thì hạt trao đổi ion lúc này sẽ ưu tiên lấy xung phát ra khỏi nước trước, rồi phần còn lại mới tới nitrat.
hoặc là khi chúng ta tăng lên, thay vì chúng ta sản xuất cái hạt có nhiều cái gốc metin bao quanh, thì chúng ta sản xuất cái hạt có nhiều cái gốc ethyl bao quanh, thì lúc đó chúng ta sẽ ngược lại là nitrat có được ưu tiên hơn xung phát. Cho nên đối với cái ứng dụng của nitrat ở slide tiếp theo, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ quay lại ở cái cấu trúc này một chút xíu. Và cuối cùng là chúng ta có cái hạt có cái độ trị nước rất là cao nhờ vào cái các cái gốc butin bao quanh phân tử nitơ, thì lúc đó phi phát perchlorate nó sẽ được ưu tiên trao đổi rất nhiều. Các chị có thấy nhiều cái mũi tên lớn hơn, nhiều cái dấu lớn hơn so với nitrat và so với sunfat. Thì đây cũng là những cái nghiên cứu rất lớn, những cái đột phá rất lớn trong cái nhựa trao đổi ion. Ngoài các ion thì người ta còn chú trọng lên những cái gốc gốc polymer bao quanh phân tử nitơ. Các cái gốc này sẽ làm cho cái độ chọn lọc của các cái thành phần các ion khác nhau sẽ là khác nhau. À, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về xử lý phi phát. Ở hình này thì chúng ta sẽ thấy cái cơ chế trao đổi của phi phát vào cái hạt nhựa trao đổi ion. Thì có hai cái cơ chế song song. Thì các anh chị nhìn phía trên những cái mặt styrenic liên kết với nhau, đó là cái hạt nhựa trao đổi ion, và có một cái góc trao đổi đó là nitơ, và xung quanh nitơ thì các anh chị thấy những cái góc butin bao quanh, anh là butin bao quanh. Thì cái phần ion âm COO của PFAS sẽ được trao đổi với cái góc nitơ, những cái góc ion trên nitơ, và cái phần mặt còn lại thì của PFAS thì sẽ được hút vào cái góc cái vòng vòng thơm của hạt nhựa trao đổi ion. Thì nó có hai cái cơ chế, một là cơ chế hút giữa các cái phân tử, và thứ hai là cơ chế gắn giữa cái ion âm trên PFAS thay thay cho cái góc CL trên hạt nhựa trao đổi ion. Thì nhờ vào hai cơ chế song song này diễn ra mà cái hiệu suất xử lý PFAS nó sẽ được nâng cao lên. Đối với hạt trao đổi ion sử dụng để xử lý PFAS thì chúng ta sẽ sử dụng hạt amphaline PSA2 plus góc CL. Thì ở đây thì đây là cái hạt nhựa trao đổi ion này thì dạng là dạng gel type, và cái độ đồng nhất hạt này có độ đồng nhất rất cao để tăng cái hiệu quả xử lý lên. Và cái góc trao đổi là cái góc ba cái góc butin bao xung quanh cái phân tử N. Và có thể cái này cái hạt này có thể xử lý cả hai thành phần PFAS và perchlorate. Trước đây thì cái hạt này nó có cái tên cũ là Dow S PSA2 plus. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về xử lý nitrat. Đối với xử lý nitrat thì chúng ta đã quen với cái ion này tồn tại rất là thường trong nước. Tiêu chuẩn của EPA thì nitrat nên nhỏ hơn 10 mg trên lít tính theo N. Thì nếu mà các anh chị quy đổi qua NO3 trừ đó, thì sẽ là 44.24 mg trên lít. Còn đối với QCBN 01-2009 Bộ Y tế thì sẽ nhỏ hơn 50 mg trên lít tính theo nitrat, hoặc là QCBN 01-1-2018 Bộ Y tế thì nó sẽ nhỏ hơn 2 mg trên lít tính theo N. Và đối với nitrat thì nó là một cái ion âm bình thường của cái axit mạnh, cho nên các anh chị có thể sử dụng hạt nhựa trao đổi ion âm SBA để xử lý. Và nếu trong nước có các cái ion âm axit mạnh khác thì chúng ta nên sử dụng loại hạt nhựa dành riêng để loại bỏ nitrat.
Slide này thì chúng ta sẽ quay lại một chút xíu về cái phần độ chọn lọc của hạt nhựa trao đổi ion. Thì các anh chị thấy nhìn hình bên tay phải thì chúng ta thấy là đầu tiên á, là cái một nguyên tử N và bao quanh là ba góc betin. Thì cái cấu trúc này được phát triển trong hạt amphaline CXWA15. Và tiếp theo là cấu trúc của N bao quanh bởi ba góc etin. Thì cấu trúc này là cấu trúc nằm trong amphaline CXWA5. Thì vì hai cái góc bao quanh khác nhau cho nên cái độ chọn lọc ion cũng sẽ khác nhau. Thì đối với ba góc metin thì nó sẽ cho cái khả năng trao đổi xung phát tốt hơn nitrat. Và đối với ba góc etin thì khả năng trao đổi nitrat sẽ tốt hơn xung phát. Do đó là tùy theo cái sự nồng độ giữa xung phát và nitrat mà chúng ta sẽ quyết định là nếu nồng độ xung phát thấp thì chúng ta sẽ sử dụng hạt SBA thông thường để chúng ta xử lý cho tiết kiệm. Còn tuy nhiên nếu nồng độ xung phát tương đương với nitrat thì chúng ta sẽ sử dụng hạt BWA5 để chúng ta có thể loại bỏ nitrat tốt hơn, đặc biệt là khi áp dụng cái quy chuẩn mới, cái quy chuẩn về cái hàm lượng nitrat thấp hơn nhiều so với quy chuẩn cũ. Và đối với cái hạt này thì chúng ta tái sinh, thì chúng ta đang sử dụng gốc CL cho nên chúng ta chỉ cần tái sinh bằng dung dịch muối. Thì khi thiết kế thì các anh chị có thể thiết kế theo hai kiểu tái sinh, một là tái sinh cùng chiều hay còn gọi là cold flow. Thì với các cold flow này thì giống như những hệ softener bình thường, thì chúng softener là hệ làm mềm bình thường, thì chúng ta sẽ cho cái dòng mà tái sinh nó sẽ cùng chiều với cái dòng lúc service hay là lúc lúc vận hành. Thì lúc đó các anh chị sẽ rất là dễ vận hành, thì cái hiệu quả của nó sẽ không cao bằng các anh chị thiết kế về tái sinh theo kiểu ngược chiều counter flow. Nhưng mà đổi lại thì nếu mà anh chị thiết kế theo counter flow thì vận hành nó sẽ khó khăn hơn cold flow. Thì tùy vào cái chất lượng nước đầu vào và yêu cầu chỗ đầu ra thì các anh chị sẽ quyết định xem coi là cold flow hay counter flow phù hợp với mục đích của từng ứng dụng. Tiếp theo là xử lý các chất hữu cơ tự nhiên có trong nước. Thì như chúng ta đã biết thì diễn tiến của chất lượng nước nguồn ngày càng xấu đi, và một trong những chỉ tiêu các anh chị thường hay thấy đó là cái chỉ số vẹt manganat hay là cái độ màu. Thì có cái mùa đặc biệt là mùa mưa thì cái hệ thống của chúng ta không đạt hiệu quả là do các thành phần hữu cơ này không thể xử lý bằng các cái phương pháp treo tụ và bơm lắng lọc thông thường. Do đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái cách xử lý của những cái thành phần này cho nước uống. Chất hữu cơ tồn tại trong nước ở cái dạng cấu trúc hóa học rất phức tạp, thì tạm gọi chúng ta hay tạm gọi là chất mùn hay là axit humic. Thì đây là một cái cấu trúc và phân tử được đề xuất bởi Klein-Hempel. Thì các anh chị xem để tham khảo thêm về cái độ phức tạp của các chất hữu cơ, nó không phải là một chất duy nhất mà nó là một cái mạch dài bao gồm nhiều nhánh, nhiều thành phần trong đó. Để đánh giá được hàm lượng chất hữu cơ trong nước thì người ta có nhiều thông số để đánh giá. Thì ví dụ như là người ta có thể phân tích COD, hoặc là với nồng độ thấp thì người ta có thể chuyển qua chỉ số là permanganate, giống như các anh chị hay thấy ở những cái quy định trong nước uống, hoặc là người ta đo thông qua chỉ số TOC. Thì thành phần chính trong các chất hữu cơ tự nhiên trong nước nguồn thì giống như cái slide trước đã trình bày thì bao gồm có axit humic. Ngoài ra các chị cũng thấy thêm có là axit fulvic. Một số các cái thành phần nó bị chất hữu cơ bị oxy hóa, nó gọi chung tên tiếng Anh là polymeric organic component, là những chất hữu cơ đã bị clo hóa. Và những axit hữu cơ có khối lượng phân tử thấp, hoặc là những cái xúc chất giữa hữu cơ và sắt, hoặc là những cái polysaccharide ở đây là giống như những cái mạch tinh bột vậy. Thì, hoặc là protein thì cũng đóng góp vào trong cái thành phần hữu cơ trong nước. Thì chúng ta đã biết về nguồn nước thì có nước mặt và nước ngầm. Thì chúng ta phân biệt cái sự khác biệt ở chỗ đây là đối với chất hữu cơ trong nước ngầm á, thì nó dễ loại bỏ hơn là cái chất hữu cơ trong nước mặt.
Cho nên khi các anh chị đặc biệt là nếu mà có sử dụng màng KRO mà để xử lý nước mặt á, thì chúng ta hay dễ gặp vấn đề là fouling hay là tắc nghẽn bởi các cái hợp chất hữu cơ gây ra, do những cái hợp chất này rất là khó loại bỏ và rất là bền và rất là dễ làm tắc nghẽn màng. Đối với hạt nhựa trao đổi ion sử dụng cho ứng dụng này thì chúng ta có thể sử dụng một trong hai loại. Loại thứ nhất là các chị sử dụng hạt styrenic. Hạt styrenic thì cái cấu trúc mặt chính là các chị sẽ thấy là các cái vòng thơm styren nằm trên mặt. Thì các cái vòng thơm này sẽ đóng góp vào cái lực hút phân tử van der Waals, cho nên là nó sẽ cho cái hiệu quả hấp thụ chất hữu cơ tốt hơn. Tuy nhiên vì lực hút này làm cho các cái chất hữu cơ dính cứng vào các cái hạt nhựa, cho nên là khi cái quá trình mà nhả hấp tái sinh nó sẽ không có hiệu quả cao, dẫn đến là hạt nhựa nhanh bị fouling hơn, và lúc đó thì chúng ta cái tuổi thọ của hạt nhựa sẽ kém hơn. Thì có thể chúng ta sẽ sử dụng hạt nhựa thay thế, đó là hạt nhựa acrylic. Acrylic thì nó không có vòng thơm bên trên đó, thì cái cấu trúc của nó sẽ cái cơ chế hấp thụ của nó sẽ khác đi một chút, và chính vì nhờ cái cơ chế này mà nó sẽ cái khả năng giải hấp của nó tốt hơn. Thì chúng ta có thể cân đối để lựa chọn một trong hai cái loại hạt nhựa trao đổi ion này để cho cái ứng dụng của mình. Hình bên dưới sẽ mô phỏng chi tiết hơn về cơ chế hấp thụ chất hữu cơ giữa cái hạt styren và những cái chất hữu cơ tự nhiên. Thì đầu tiên các anh chị sẽ nhìn bên từ trái qua phải, các anh chị thấy là attraction between cation and anion, có nghĩa là cái lực hấp dẫn, lực hút giữa các ion âm và ion dương. Thì trên bề mặt chất hữu cơ nó có nhiều cái góc COO trừ, đó là mang điện tích âm, do đó là nó sẽ hút với cái góc ở bên phía hạt trao đổi ion có góc N cộng, thì nó sẽ hút giữa hai cái phân tử này với nhau. Ngoài ra thì nó còn có hai cái vòng thơm, nó sẽ có cái xu hướng là nó sẽ hút lại với nhau, thì nó làm cho cái chất hữu cơ nó sẽ dính vào cái hạt trao đổi ion, và chúng ta còn có thể gọi tắt là nó bị hấp phụ vào cái hạt trao đổi ion. Ở các bài trước trong chuỗi trình bày của chúng tôi thì các anh chị nếu có tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy là đối với nước cấp cho công nghiệp thì để xử lý các cái chất hữu cơ tự nhiên này thì chúng ta sẽ sử dụng các cái dòng hạt trao đổi ion, ví dụ như là scavenger 1 và scavenger 2, 3, 4. Tuy nhiên đối với nước uống thì chúng ta phải dùng cái dòng chuyên cho nước uống và có những chứng nhận về nước uống, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng dòng Amberlite PWA chính. Thì đối với cái dòng này thì cũng tương tự như các cái dòng khác, thì chúng ta có sử dụng là gốc CL, do đó khi chúng ta tái sinh thì chúng ta sẽ tái sinh bằng dung dịch muối NaCl. Vận hành thì rất là đơn giản, các anh chị có thể tái sinh bằng cold flow hoặc copper flow, tùy theo cái thiết kế, tùy theo cái mục đích sử dụng và cái chất lượng nước đầu vào. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tìm hiểu về xử lý boron ở trong nước. Thì thông thường thì trong nước uống, mà nếu chúng ta sử dụng nguồn nước mặt hay là nước ngầm thì chúng ta ít gặp cái yếu tố này. Tuy nhiên thì đối với các cái hệ thống mà sử dụng xử lý nước biển thì chúng ta sẽ gặp cái yếu tố này nhiều hơn. Đối với boron trong để xử lý boron trong dòng thấm của hệ RO nước biển thì chúng ta có thể sử dụng hạt nhựa Amperlite PWA 10, PWA 10. Tiêu chuẩn dành cho boron trong nước uống là phải nhỏ hơn 0.3 mg trên lít. Thì các anh chị có thể thấy một cái sơ đồ tiêu biểu cho thấy cái hiệu quả xử lý của PWA 10 đối với cái thành phần boron. Ở đây cũng có đưa thêm cái thông tin về cái nhà máy xử lý nước hiện tại có cái thiết kế xử lý boron lớn nhất là nằm ở Cyprus.
Nhà máy này được xây dựng từ năm 2007 với công suất là 1.400 mét khối trên giờ. Thì các chị nhìn hình bên tay phải thì chị thấy có 8 cột AmperFlex. AmperFlex ở đây là cột trao đổi ion được thiết kế theo kiểu thép bé. Thép bé có nghĩa là nguyên gần như cái lớp hạt nhựa đã đầy trong cột. Và với cái thể tích nhựa trao đổi ion sử dụng là khoảng 84 mét khối. Thì nhà máy này có thể cho ra là khoảng 1.400 mét khối trên giờ cung cấp cho người tiêu dùng. Ngoài ra thì cũng giới thiệu thêm các anh chị về một số ứng dụng khác ít gặp, nhưng mà đôi khi chúng ta khi gặp thì chúng ta cũng sẽ có thêm thông tin để ra quyết định đầu tư cho cái chi phí đầu tư của chúng ta hợp lý hơn. Ví dụ như nếu các anh chị xử lý riêng pearl chloride thì chúng ta có thể sử dụng Amperlite PSA2, hoặc là chúng ta xử lý chromium trong nước thì chúng ta có thể sử dụng là CWA7, hoặc là chúng ta một số cái nguồn nước bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố phóng xạ uranium thì có thể sử dụng là một trong hai loại là WBA hoặc là SBA, PWA8, PWA15 để chúng ta xử lý cái nguyên tố phóng xạ này. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng RSC, Amperlite RSC để xử lý radium trong nước. Thì đây là một số thông tin thêm cho các anh chị. Đối với công tác xử lý các cái ion, các cái thành phần ô nhiễm tồn tại ở cái dạng vết ở nồng độ thấp trong nước thì nó rất khác nhau tùy theo từng nguồn nước. Tuy nhiên thì nếu các anh chị có những cái yêu cầu cụ thể về những cái thông số này, thông tin này thì các chị cần tư vấn thêm thì liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể đưa ra các cái giải pháp tốt nhất cho các anh chị. Trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự buổi thuyết trình.